Duy vật và duy tâm, ý thức và vật chất, cái nào có trước, cái nào quyết định cái nào, hay cái nào quan trọng hơn? Câu hỏi muôn thuở trong trí óc chúng ta, không biết cái nào có trước, nhưng theo mình nghĩ, ý thức vẫn có tầm quan trọng hơn vật chất một xí. Rồi, dẫn chứng nè, hai vợ chồng cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có con, dù đã tốn biết bao nhiêu tiền của chạy chữa, nhưng kết quả vẫn không thành. Rồi đại dịch xảy ra, không thể tiếp tục đến viện điều trị hay cầu khẩn thuốc thang. Hai vợ chồng cứ vậy mà mặc kệ, coi như đó là số phận. Có hay không có con cũng quyết định sống bên nhau trọn đời. Thế nhưng bất ngờ thay, đến khi nhà nước dỡ phong tỏa thì người vợ đã có mang 2 tháng. Đấy, rõ ràng, chính tâm lý thoải mái không áp lực, cùng ý thức và tinh thần không lệ thuộc vào hoàn cảnh vật chất thì hai vợ chồng đó mới có được tin mừng như vậy. Chẳng phải ý thức và tinh thần quan trọng hơn sao? Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy. Vật chất sẽ quyết định ý thức, không có gì vượt qua được sức mạnh của đồng tiền. Bậy rồi nha, đây không phải nói tiền bạc, mà nói về bản thể vũ trụ nói chung. Nhưng để cho dễ hiểu, mình lấy ví dụ tiếp nè. Hai vợ chồng sau khi có tin mừng chuyện mang thai, tưởng là vượt qua bao khó khăn thì sẽ thật sự hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng mùa đại dịch vừa kết thúc thì làn sóng sa thải nhân sự trong lĩnh vực công nghệ bắt đầu. Đôi vợ chồng trẻ chẳng may đều không tránh khỏi qua cơn bão này. Chuyện chưa dừng lại, nếu không giữ được việc, đồng nghĩa với việc sẽ không thể tiếp tục gia hạn visa để ở lại thiên đường Mỹ Quốc. Tiền thì hết, chồng có nguy cơ bị trục xuất, vợ cũng khó có cơ may xin được việc làm mới khi bụng mang già chữa. Lục đục gia đình xảy ra, cả hai tàn tạ, bỗng chốc đứa bé trong bụng bây giờ như một gánh nặng đôi bên. Có đúng là cho dù ý thức và tâm trí thế nào thì cũng sẽ bị vật chất điều khiển. Một gia đình, hai câu chuyện từ hai giai đoạn khác nhau trong đời. Chuyện tiếp tục xảy ra đối với họ chưa biết thế nào. Nhưng có thể nào chúng ta đã đặt sai câu hỏi? Không phải là so sánh giữa vật chất và ý thức, không phải là cái nào quan trọng hơn cái nào, hay điều gì được sinh ra trước, vì cả hai đều quan trọng như nhau và có thể đều được sinh ra cùng một lúc. Mà chúng ta nên hỏi là cái gì sinh ra vật chất và ý thức, điều gì là khởi nguồn cho tất cả? Không lẽ mọi thứ sinh ra từ hư không, từ một vũ trụ rỗng tuếch trống không? Tự nhiên cái sinh ra vạn vật chúng sinh trong vòng một tuần lễ, thật rất khó để cho con người có thể trả lời được hết những câu hỏi trên vì tuổi đời quá ngắn. Tuy nhiên, loài người lại có được lợi thế về tuổi đời cộng gộp. Mỗi người thì sống 60 năm, 10 người thì sống 600 năm, 1 tỷ người cộng gộp lại được đến 60 tỷ năm, rõ ràng là hơn nhiều so với con số 13,8 tỷ năm tuổi đời của vũ trụ kia mà. Với bao nhiêu đó con số, dư sức để có thể khám phá ra được những bí mật cho dù là sâu xa nhất của hiện thực này. Và đó là khi tất cả loài người đều hợp tâm hợp sức nghiên cứu về vũ trụ thì mới được nha. Mà nếu như vậy thì ai lo trồng trọt, ai lo may vá, ai lo sản xuất, ai lo sanh đẻ? Còn chưa tính tới chuyện người với người còn rắp tâm chơi xấu đấu đá nhau, làm gì có chuyện một tập thể lại suy nghĩ thống nhất như một. Thế nên mới thấy loài người còn thua cả loài kiến. Nếu loài kiến có suy nghĩ bậc cao hoặc có khả năng tiến hóa hơn nữa thì chắc chắn rằng những thành tựu mà chúng đạt được sẽ không thua kém loài người, thậm chí còn vượt mặt chúng ta nhiều lần. Ai đã từng đi xem phim Ant-Man cũng thấy, với một kích thước phù hợp cùng điều kiện cần thiết trong vòng một thập kỷ thôi thì loài kiến cũng đã có thể xây dựng một đế chế hùng mạnh vượt xa con người trong cả một thiên niên kỷ. Nhưng làm sao để có thể gác lại tham sân si của mỗi cá nhân, tất cả cùng hướng về mục tiêu gây dựng nên một địa cầu phát triển, một thế giới hoàn thiện với trọn vẹn mô hình xã hội chủ nghĩa? Nghe thật sến súa và ảo tưởng, nhưng hãy cùng chờ xem nhé.